Thưa quý vị, chú hà mã Baby được sinh ra vào ngày 23 tháng 7 vừa qua tại Vườn Thú Hà Nội đang là điểm nhấn được thu hút trên mạng xã hội thời gian gần đây. Hình ảnh chú hà mã con lủng củng, ngây thơ lẻo đẻo bám theo mẹ trong những khoảnh khắc vô cùng dễ thương đã khiến không ít du khách thích thú chụp ảnh và chia sẻ. Ngày 5 tháng 12 năm ngoái, Vườn Thú Hà Nội tiếp nhận một cá thể hà mã cái từ Vườn Thú Đại Nam. Được chăm sóc phát triển tốt, hà mã này đã hạ sinh một hà mã con vào ngày 23 tháng 7 vừa qua. Hà mã con vẫn đang bú sữa mẹ và đang dần chuyển qua chế độ ăn dặm. Đến nay, chú hà mã con cũng đã dần thích nghi với môi trường sống dưới nước, có thể bơi lặn thoải mái và thường xuyên lên cạn cùng mẹ. Chú hà mã này hiện chưa được đặt tên. Sự xuất hiện của chú hà mã con là một niềm vui bất ngờ với Vườn Thú Hà Nội. Nhiều người tin rằng nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, để trải nghiệm và chiêm ngưỡng vẻ ngộ nghĩnh của chú hà mã nhỏ. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú, chú hà mã con này sẽ là idol mới của Vườn Thú Hà Nội.